Xin chào tất cả anh chị và các bạn nha. Rất vui khi gặp lại mọi người trong chiếc video hôm nay. Thì vừa qua cái ống đường nước của bọn mình á vừa bị lủng, bị vấn đề trục trặc. Bây giờ phải tháo cái máy phát ra và ống nước. Đi đường nước đây. Đó. Em thấy nha. Bây giờ đường nước của cái nước này đã xong. Tiếp theo anh em mình sẽ gắn cái máy phát vào. Đây ốc đây. Đang lên một tí. Đang lên tí chưa? Gá trên đấy chứ. Ok chú đúng không? Ok. Cái này ở ăn trước nè, cái mặt này. À đúng rồi. Còn mình gắn xong cái máy phát rồi nha anh em. Bây giờ mình sẽ châm nước vào. Bỏ nước vào đây. Bỏ nước. Bây giờ mình sẽ châm nước vào cái nước nha anh em. Rồi, giờ đang đổ nước vào. Xong công đoạn đầy nước rồi, sẽ nổ để cho nó sẽ thoát ra cái bao giờ những cái bụi bặm ở trong này. Sáng mình có gắn cái đường ống vào. Thì tiện đây mình cũng giới thiệu cho anh em biết cái bô bữa trước thì không có cái đoạn ruột gà này. Thì ruột gà này nó sẽ giúp cho cái máy nó được cơ động hơn. Nó cái ruột gà này có sẽ chuyển động được, nó có độ đàn hồi. Nên mình đã gắn vào cái cổ ruột gà này cho cái bô. Đây, cái bô đây. Gà, là cái máy. Thì vừa qua mình cũng có thử là cái turbo này thì cũng lên ga cao tí mà không thấy hú thế. Mình cũng hơi đáng tiếc chút. Nhưng mà được cái là turbo sẽ giúp cho nó mạnh hơn trong xe. Mình sắp tới sẽ thử. Đây, mọi thứ đều làm lại hết và ok hết. Và tiếp theo mình sẽ làm cái xả hết cái bồn dầu cũ này để xem trong này có những gì nha anh em. Xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với công trình là thay cái tháo cái bình dầu này thì lật ra để mình vệ sinh cái thùng dầu này. Thì lục giác thì mình tìm không ra, toàn là lục chắc nhỏ mà. Thì hôm nay mình sẽ dùng ốc này dùng đỡ thôi để mình tháo cái đầu đáy nước này mình lấy. Ok. Thì khi mình tháo xong mình sẽ tháo cái lọc nhớt, cái lược nhớt ở sau. Cẩn thận cho nó phun trào. Có xuống không? Có, đúng không? Có, đang lên nữa. Ok. Đó. Bây giờ mình đang xả dầu ra. Thì đây là cái thùng dầu thì lực nó sẽ bơm dầu cho các cái cần lái này, nó sẽ điều khiển cho cái cần cẩu. Đây là các cái ống thì lực này. Bây giờ mình sẽ tháo cái bộ đây, trong này sẽ có một cái lọc nhớt ở trong này. Bây giờ mình sẽ tháo ra. Tôi lấy đồ rồi nhé. Thank you.
quá trời luôn. Phi không? Đây bây giờ cũng gần thấy rồi. Sẽ đốt cỏ này nè. Sẽ nốt cái phần đáy dưới này nè. Đó. Ok. Bây giờ mình sẽ tháo cái con ốc ở dưới này. Đây. Đóng cái bên này lại đã. Từ từ. Tôi cho nó chạy bơi ra. Ok. Mình sẽ tháo cái này. Luôn, mình sẽ vệ sinh lại cái thùng dầu này khá là nhiều, một phi á, phi lớn á. Gài lại không tràn chưa, phải ít mà. Đổ cái gì ra nhiều quá. Đây giờ mình đang tháo cái lọc nhớt, xong là có cái lọc nhớt này. Trong này có cái ron. Ốc này là ốc Mỹ. Đây là răng thưa. Mọi thứ đều dinh hết, tuyệt vời. Trời quá, nhớt nhiếc. Chưa. Con này sẽ có lực nhá nha anh em. Đây cái này nó sẽ lọc.
lau sạch sẽ. Cái này là gì? Chưa sơ thôi. Đây, giờ đang vệ sinh cái cọc nhớt. Sẽ vệ sinh cái mao này. Đây, rồi sẽ lắp lại như cũ. Mình mới rửa xong nước nha anh em. Nguyên tắc của cái này không được rửa dầu. Rửa dầu là có cái ron cao su này, nó sẽ nở ra, không tốt. Bây giờ sạch sẽ rồi, bây giờ vệ sinh cái chai nó lắp vào thôi. Nước dơ mà. Lắp lên. Đây. Bây giờ mình sẽ rửa xong sạch sẽ rồi. Bây giờ mình sẽ bô keo ron và gắn vào nha. Như mới. Đúng rồi. Đẹp như mới luôn. Ok. Rồi, sạch sẽ nha anh em. Mình khám phá chứ mọi thứ là đều mình làm lần đầu hết. Đó, mình đang gắn rồi. Tôi cũng ấp lên đây. Đây đây, đây rồi đi. Ok. Thả rồi đó, thả đi. Xin vô. Chuyên nghiệp hẳn ra đúng không anh em? Mọi thứ lần đầu nhưng mà như chuyên nghiệp đó.